Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tô màu cho bức tranh về một cô bé. Đây, một cô bé giống rất là giống công chúa luôn. Hãy cùng mình tô màu cho bức tranh của ngày hôm nay ngay bây giờ nha. Đầu tiên thì hãy cùng mình tô màu cho chiếc vương miện nha. Mình sẽ tô màu cho những cái viên đá trước. Chiếc vương miện thì mình sẽ chọn màu hồng nhạt để tô. Mái tóc thì mình sẽ tô màu đen nha. Bây giờ thì cùng mình tô màu cho đôi bàn tay nha. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cho những cái bông hoa ở trên váy. Vậy là thì mình sẽ tô cho phần ở trên này nha. Mình sẽ tô màu luôn cho đôi giày. Cuối cùng là mình sẽ lựa chọn màu xanh lá để tô cho bộ váy.
Và bức tranh của mình đã được tô màu xong. Cảm ơn mọi người đã cùng mình theo dõi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.